phi động cơ lâu ngày không vệ sinh bầu DBF, đồng hồ táp lô báo đèn bông lúa, đạp ga không nên mất công suất và lì máy khi anh em cần đốt bầu bảo dưỡng định kỳ. Chúng ta sẽ tiến hành việc đốt bọc khí thải. Thì anh em sẽ vào tới special function là tính năng đặc biệt. Và anh em sẽ vào cái tính năng là DBF service generation. Thì cái điều kiện đưa ra là nhiệt độ nước chúng ta phải trên 70 độ. Rồi, để tay số B và nổ phong thải. Thì nãy giờ xe tôi nổ cũng được một hồi lâu rồi. Thì chắc chắn là trên 70 độ rồi. Rồi lúc này anh em cứ cho nó để nổ phong thải đi. Rồi anh em nhấn start. Rồi, lúc này nó sẽ thực hiện cái quá trình đốt bầu. Thì cái quá trình đốt bầu này xe nó sẽ tự động nó ga lên để nó đẩy cái khí thải ra, đẩy mấy cái mũi than ra. Thì kết thúc cái quá trình đốt thì xe nó sẽ tự động nó sẽ giảm ga trả về gan ti. Lúc nó đốt thì nó sẽ cái tua máy nó sẽ lên cao lần 2, lần 3, lần 4. Đốt tới khi nào mà khói đen hết thôi. Rồi, tiếp tục em sẽ đốt tiếp lần 2. Rồi, nó vẫn tự động nó tăng ga lên. Anh em sẽ đợi tới khi nào mà nó dịu ga xuống thôi. Thì ở lần 2, lần 3 này thì cái quá trình đốt nó diễn ra nhanh hơn. Thì mùi than càng ngày nó sẽ càng bị đẩy ra ngoài, cái bầu chúng ta sẽ càng nó được thông thoáng hơn. Rồi, tiếp tục em sẽ hướng dẫn cho các em cách học lại bơm kim của xe này luôn. Thì bơm kim nó cũng vừa mới được đi làm lại. Rồi, vừa rồi thì anh em sẽ chọn được cái mục Essential. Tiếp tục anh em sẽ chọn được cái mục là High Pressure Bơm Replacement. Rồi, anh em nổ máy lên thôi. Anh em chỉ bật chìa khóa thôi, đừng nổ máy. Rồi, lúc này anh em sẽ ốp chìa trong vòng 20 giây. Sau đó on lại, rồi nhấn OK. Rồi, vậy là anh em học xong rồi đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào cái mục Injector Replacement. Vẫn on chìa khóa lên. Cái cục pin sai tôi vừa mới bị rớt đã, nên tôi đi vào lại. Kết nó lại được rồi. Rồi, anh em vẫn tiếp tục ốp chìa khóa trong vòng 20 giây. Sau đó on lại, rồi nhấn OK. Vừa rồi em cũng đã hướng dẫn cho các anh em việc đốt bầu, học bơm, học kim. Con xe em nó đạp thì ga nó cũng đã ngon rồi, đạp bốc lên rồi. Rồi, cô xin chào tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo nhé.